người mình muốn. À không, mát mà. Với ông bên kia bảo khu này được cấm bay hoàn toàn. Người cấm bay, điều này. Cái cảng nữa. Đây là cái gì ạ? Ở đó là cũng là 360 nhưng mà nó là một quay trường. Xem làm căn ở đây chú. Sao làm được bộ ô ở đây nhỉ? Đây. Cái này đưa khách vào nó chỉ là đi không? Biển đâu ấy, đúng không? Vâng.